Sáng 24 tháng 3, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc cho biết khoảng 18 giờ 20 phút ngày 23 tháng 3, đơn vị đã tiếp nhận sản phụ H.T.M. 39 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng lơ mơ do băng huyết. Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc khám và chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần, 4,5 tháng. Sau đó, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu với hy vọng cứu sống người mẹ. Do mất quá nhiều máu nên sản phụ mờ, bị rối loạn đông máu, truyền bao nhiêu máu đều chảy ra. Đồng thời, máu của sản phụ mờ thuộc nhóm máu O và khó tìm người tương đồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 23 tháng 3, trên cộng đồng Facebook Phú Quốc có đăng tải lời kêu gọi hiến máu O cứu sản phụ mờ gặp phải tình trạng băng huyết. Sau đó, khoảng 400 đến 500 người dân sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để xét nghiệm, cho máu. Trong số đó, có khoảng 10 người có nhóm máu O tương đồng và tiến hành cho máu để cứu sản phụ mờ. Được biết, sản phụ mờ đã có 4 đứa con và trải qua 2 lần sinh mổ. Chồng sản phụ mờ trước đó đã về quê chăm mẹ ruột đang bệnh nặng, chưa ra Phú Quốc kịp.